Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 19 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin tai tiếng Tô Lâm, chính quyền để mọi việc chìm xuồng hay sao. Vụ tai tiếng của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ăn thịt bò rát vàng ở Anh Quốc lên tới hàng nghìn bảng Anh, đẩy chính quyền vào thế bị động, lúng túng và chỉ còn cách để mọi việc tự lắng xuống. Còn ông Lâm chỉ bị ảnh hưởng về mặt uy tín chứ không bị suy chuyển gì cả. Một nhà quan sát từ trong nước nhận định như vậy với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trước đó, hình ảnh video rò rỉ trên mạng xã hội cho thấy ông Tô Lâm há hốc miệng được thánh rắc muối giết về đút món thịt bò rác vàng đã gây bão trên mạng xã hội giữa lúc người dân cả nước đang gồng mình chống dịch COVID-19. Đây là hình ảnh bữa tiệc rát vàng đắt đỏ của ông Bộ trưởng tại nhà hàng của thánh rắc muối gây bão mạng suốt tuần qua. Ông Tô Lâm bị lên án là xa xỉ, phung phí, đạo đức giả vì trước đó ông vừa đi viếng mộ nhà lãnh đạo cách mạng vô sản Karl Marx ở London. Hình ảnh được cho là được ghi trong một chuyến công cán mà ông Lâm tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Anh dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 vào hồi cuối tháng 10 năm 2021. Tuy nhiên, đến giờ vẫn chưa rõ bối cảnh của sự việc vì cả bản thân ông Lâm và chính quyền vẫn chưa lên tiếng, mặc dù đã gần 2 tuần lễ trôi qua từ lúc vụ việc bị vỡ lở và truyền thông quốc tế đăng tải khắp nơi. Điều này khác với khi Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang vào hồi đầu tháng 10 bị tung lên mạng đoạn ghi âm ông trao đổi về việc An Giang không tiếp đón dân về quê tránh dịch. Chính quyền đã nhanh chóng cho rằng đây là sản phẩm cắt ghép, gian dựng, sai sự thật của tổ chức phản động nước ngoài và yêu cầu công an khởi tố vụ án để điều tra. Một số nhà bình luận cho rằng ông Tô Lâm đã bị cải bẫy để bị quay video vì tâm lý đi ăn uống ở nước ngoài nên thoải mái và không có sự phòng bị. Tuy nhiên, đây chỉ là giả thiết, dường như cũng có lý bởi ngay trong chính nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, dĩ nhiên cũng có những phe cánh muốn triệt hạ lẫn nhau, và đây cũng là một dạng viên đạn bọc đường cực kỳ khéo léo. Theo dõi chặt chẽ phản ứng của báo chí về vụ việc, ông Nguyễn Hữu Vinh, tức Blog Ba Sàm cho biết, báo chí trong nước gần như hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Đó là sự khôn ngoan của báo chí, họ biết mình phải làm gì. Ông Vinh đã trao đổi như vậy với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ từ Hà Nội. Đây là hình ảnh bữa tối giản dị của Tổng thống Donald Trump trên chuyên cơ gồm có bánh mì kẹp thịt. Ông Vinh cho rằng nếu chính quyền không lên tiếng bác bỏ hay đính chính thì công chúng mặc nhiên có quyền khẳng định hình ảnh trong đoạn clip đó là xác thực. Ngoài ra, việc hàng chục tờ báo và trang mạng có uy tín trên thế giới đều đã đưa tin đó chứng tỏ nó đã được kiểm chứng rất chắc chắn. Ông Vinh đã nói, sự im lặng của chính quyền càng tạo điều kiện cho mọi người tung ra đủ mọi suy đoán về thất âm mưu cũng như theo ông Vinh, và điều này không có lợi cho chính quyền. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng vụ việc đã đặt chính quyền vào thế khó vì họ không biết xử lý như thế nào cho ổn thỏa. Tôi tin rằng không có cách nào vì đây là khủng hoảng quá đặc biệt nên họ chỉ chờ cho thời gian qua đi thôi, ông Vinh nói như vậy. Trong bối cảnh người dân trong nước đang gặp đủ các vấn đề từ đại dịch COVID-19, nguy cơ lạm phát, kinh tế, đời sống khó khăn, rồi dồn dập các hoạt động đối ngoại cuối năm, thì chính quyền có lý do để cho rằng chuyện của ông Tô Lâm sẽ bị lãng quên, ông phân tích. Trước báo dư luận, sau khi về nước từ châu Âu, ông Lâm vẫn xuất hiện bình thường trước công chúng và phát biểu trước quốc hội như không có gì xảy ra. Đây là hình ảnh ông Bùi Tuấn Lâm, chủ quán bún bò Ba Cô Gái ở Đà Nẵng, đã diễn lại hành động rắc muối của quán bò rát vàng thành hành động rắc hành lên tô bún bò. Vì video này, ông Lâm dường như đã bị công an đến nhà triệu tập đi làm việc. Mới đây nhất, ông Tô Lâm đã đến dự phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở tỉnh Điện Biên vào hôm 14 tháng 11. Blog này cho rằng việc ông Lâm làm việc theo lịch trình đã định sẵn là việc bình thường, chứ không phải để khỏa lấp hay đánh lạc hướng dư luận. Mới đây, từ khóa tìm kiếm liên quan đến vụ việc ông Tô Lâm bị chặn trên mạng xã hội. Trong bối cảnh mọi việc đã có dấu hiệu dịu bớt, ông Vinh cho rằng đây là hành động thiếu khôn ngoan vì làm cho đám cháy càng cháy to hơn. Và dường như nó có thể bị khuấy lên lại. Blog Ba Sàm của Nguyễn Vinh vốn từng là công an và từng bị tuyên án 5 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, cho rằng cách làm hiện nay của chính quyền tiềm ẩn nhiều rủi ro. Giả sử trong một cuộc tiếp xúc cử tri nào đó sắp tới để báo cáo về kết quả kỳ họp quốc hội,
nếu cử tri nào đứng lên thắc mắc về chuyện này thì nó sẽ lại bùng lên, ông phỏng đoán. Nhất là đối với đề tài chống tiêu cực, tiết kiệm, những điều đảng viên không được làm mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động nên rất dễ bị người dân nêu lên để hỏi ông Tổng Bí thư. Ông Vinh cũng nói thêm, khi đó báo chí sẽ cơ hội để nhảy vào. Đây là hình ảnh miếng thịt bò của Bộ trưởng Tô Lâm có giá tới 45 triệu đồng, là tương đương với 3.000 ổ bánh mì thịt hoặc 30 hộ gia đình được hỗ trợ trong cơn đại dịch COVID-19 vừa qua. Cũng theo ông Vinh, thì ông Tô Lâm là lãnh đạo cấp cao, là một ủy viên Bộ Chính trị đầy quyền lực, nên xử lý những vấn đề liên quan đến ông là rất khó. Và phải được sự đồng thuận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo, thậm chí cả bên Bộ Ngoại giao nữa thì mới đưa ra được cách xử lý, ông giải thích. Tuy nhiên, nếu ông Tô Lâm khôn ngoan, thì ông ấy nên chủ động trao đổi với các vị kia để mà tìm ra cách giải quyết, ông Vinh nhấn mạnh. Ông ấy chỉ phải trả cho một cái giá nho nhỏ là xong chuyện. Cũng theo lời ông nói, đối với các lãnh đạo ở cấp cao như ông Lâm, thì việc giao tiếp, đãi đằng, nghi lễ vì công việc mà phải có cũng là chuyện bình thường, thậm chí là nghiệp vụ của ngành công an. Nhưng khi người dân biết được thì họ sẽ thấy không bình thường. Cái đó cần giải thích ra cho người dân biết là đi ăn với ai, vì mục đích gì, vân vân, ông nói. Nhưng cái tử huyệt là ở chỗ càng giải thích thì lại càng lộ ra nhiều chuyện này, chuyện kia về bí mật công việc. Và sự mất uy tín cũng ập đến Tô Lâm. Đánh giá về tác động của việc này đối với ông Tô Lâm, blogger Nguyễn Hữu Vinh nói rằng, ít nhất về uy tín thì trong mắt người dân của chúng tôi tin là sẽ bị ảnh hưởng rồi. Tuy nhiên, nếu soi kỹ thì cũng không rõ việc ông Tô Lâm làm có phạm vào các điều đảng viên không được làm hay không. Cần phải biết chính xác bữa ăn ấy là cái gì, thành phần, mục đích, nguyên nhân, rồi tiền bạc chi trả ra sao, ông Vinh giải thích thêm. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Tô Lâm và Chánh án Tòa án tối cao Nguyễn Hòa Bình là hai quan chức Việt Nam bị đưa vào chiến dịch vận động áp dụng đạo luật Magnitsky do 10 tổ chức đang xúc tiến. Đây là hai quan chức Việt Nam bị cáo buộc có những hành vi vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền tại Việt Nam. Mặc dù vậy, hình ảnh ông Tô Lâm thể hiện trong đoạn clip như vậy, theo đánh giá của ông Vinh là thiếu văn hóa. Một lãnh đạo cao cấp mà ăn uống theo phương pháp đó thì là không xứng đáng với tư cách. Trả lời câu hỏi của Đại tướng Hoa Kỳ, tại sao một vị đứng đầu an ninh trong nước mà lại để bất cẩn cho mình hình ảnh không mong muốn của mình bị quay để phát tán cho công chúng? Ông Vinh cho rằng đây là điều đau đớn đối với ông Tô Lâm. Tuy nhiên, nó không thể hiện ông Tô Lâm có nghiệp vụ yếu kém. Cũng theo ông Vinh, vốn cho biết bản thân ông từng đi học chung, từng công tác trong một cục ở Bộ Công an và từng thân với ông Tô Lâm. Tính ông ấy từ khi đi học, bạn bè với nhau đều hiểu là ông ấy rất xuề xòa, ông Vinh nói. Ông Tô Lâm không phải là người có bề dày làm công tác nghiệp vụ mà chủ yếu làm công tác tham mưu. Cho nên trong chuyện này, trách nhiệm chính là những người cấp dưới năng lực kém khi để cho lệnh hình ảnh của lãnh đạo của mình bị đưa lên mạng như thế, ông nói thêm. Bên cạnh đó, đây cũng là căn bệnh của các lãnh đạo Việt Nam, là khi chức càng to và quyền hành càng lớn thì dễ bị chủ quan. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ năm ngày 19 tháng 11 năm 2021 với bản tin Tai tiếng Tô Lâm, chính quyền để mọi việc chìm xuồng hay sao? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Các bạn cũng có thể bấm nút ủng hộ Thời báo .de ở phía dưới để chúng tôi có điều kiện làm những bản tin mới phục vụ các bạn tốt hơn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Tư ngày 17 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Đà Nẵng, dân bị công an triệu tập sau khi bắt trước thánh giặc muối. Vào hôm 16 tháng 11 năm 2021, công an thành phố Đà Nẵng tới tận nhà trao giấy triệu tập ông Bùi Tuấn Lâm. Sự việc diễn ra chỉ 5 ngày sau khi ông Lâm đăng một video lên trên trang Facebook cá nhân nhại lại động tác của thánh giặc muối JP tại khi phục vụ món bò rát vàng đắt đỏ cho Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ở London. Phía công an không đưa ra lý do chi tiết về lần triệu tập này. Nội dung duy nhất liên quan đến lệnh triệu tập được đề cập trong văn bản là để làm việc cung cấp thông tin phục vụ điều tra xử lý nguồn tin tội phạm. Video quay lại quang cảnh buổi làm việc với công an sáng ngày 16 tháng 11 do ông Lâm cung cấp cũng cho thấy, cho dù đương sự yêu cầu phía công an giải thích rõ lý do triệu tập, nhưng hai sĩ quan công an xuất hiện trong video
vẫn không đưa ra câu trả lời thỏa đáng. Đây là hình ảnh ông Bùi Tuấn Lâm ngồi bìa bên phải, được hai sĩ quan công an đến tận nhà, buộc phải ký vào giấy triệu tập sau khi làm video bắt chước thánh rắc muối, đã đút miếng bò dát vàng cho Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ăn với trị giá hơn 1.000 đô la. Trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do, ông Bùi Tuấn Lâm cho biết về sự việc như sau. Sáng nay người ta có ghé qua nhà, đi gồm có hai nhân viên của cơ quan an ninh thành phố Đà Nẵng, đi chung với một anh cảnh sát khu vực. Rồi đương nhiên không thiếu những an ninh thường phục đứng ở ngoài quay phim. Lần này họ đưa tôi giấy triệu tập cũng với nội dung là yêu cầu tôi lên làm việc với cái vấn đề là cung cấp thông tin và về xử lý tội phạm mở ngoặc, đóng ngoặc là theo điều 188 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Thì tôi từ chối và nói là nếu như thay đổi nội dung trong giấy triệu tập ghi một cách rõ ràng hơn thì tôi sẽ làm việc. Tại vì theo nguyên tắc khi đưa giấy triệu tập thì phải thể hiện rõ ràng ở trên đó là cái vụ án nào, người nào bị khởi tố và với mức độ liên quan của mình ở trong đó, chứ không thể nào ghi kiểu chung chung như vậy được. Sau khi nghe phần lập luận của ông Lâm, phía công an đe dọa rằng nếu ông không hợp tác thì sẽ bị cưỡng chế áp giải sau 3 lần gửi giấy triệu tập. Ông chủ xe bún bò vào hôm 10 tháng 11 đã đăng tải trên trang Facebook cá nhân một đoạn video, trong đó ông tự gọi mình là thánh rắc hành, một hình thức nhại lại động tác rắc muối của đầu bếp nổi tiếng JB trong vụ lùm xùm phục vụ một quan chức cộng sản Việt Nam gần đây ở London. Đây là hình ảnh tại quán bún bò ba cô gái ở Đà Nẵng, ông Bùi Tuấn Lâm đóng giả động tác của đầu bếp JB rắc muối, còn ông Lâm thì rắc hành lên tô bún và tự xưng mình là thánh rắc hành một cách hết sức hài hước. Tuy nhiên, ông Bùi Tuấn Lâm nhận định rằng video trên có thể không phải là lý do chính dẫn đến việc triệu tập này, mà trên thực tế phía công an đã gửi giấy mời lên làm việc ông cho ông đến cách đây nhiều tháng, nhưng cũng vì nội dung không rõ ràng và do dịch bệnh nên ông liên tiếp từ chối. Việc thực hiện video bắt chước hành động rắc muối đó, theo ông Lâm, có chăng chỉ khiến phía công an cảm thấy thêm phần tức tối. Ông nói tiếp, với tôi thì tôi nghĩ rằng cái clip đó nếu như có ảnh hưởng gì thì cũng chỉ là cái sự bức bối trong việc họ đưa giấy triệu tập thôi. Chứ còn tôi nghĩ thì cái giấy triệu tập này đã có trong cái suy nghĩ của người ta từ trước rồi, chứ không phải vì tôi làm cái clip này mà bị triệu tập. Dù không cho rằng hành động bắt chước thánh rắc muối của bản thân, đặc biệt trong bối cảnh vụ việc Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ăn bỏ rát vàng đang gây xôn xao dư luận trong và ngoài nước là nguyên nhân do chính việc bị triệu tập. Nhưng ông Bùi Tuấn Lâm không thể tìm ra nguyên nhân nào khác dẫn đến việc bản thân bị phía công an tìm đến. Được biết, với cái tên Peter Lâm Bùi trong giới hoạt động xã hội ở Việt Nam, ông Bùi Tuấn Lâm từng là một trong những nhà hoạt động năng nổ trong các vấn đề như nhân quyền, dân oan hay thiện nguyện. Và bữa steak rát vàng tại Nook East đã khiến Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nổi tiếng theo cách mà không ai mong muốn. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm gây bão mạng suốt tuần qua vì cú đớp bò rát vàng giá 1.000 đô. Nằm tại một khu vực phố mua sắm sang trọng đông đúc bậc nhất của London, Anh Quốc, Nook East Steakhouse là nhà hàng thứ 17 trong chuỗi nhà hàng thánh rắc muối của Nook East Cooker. Đầu bếp người Thổ Nhĩ Kỳ đã mở nhà hàng này vào tháng 9 năm 2021 sau khi công bố thông tin 2 năm trước đó. Giá món bò rát vàng Golden Tomahawk được cho là khoảng 850 bảng Anh, tương đương khoảng 1.200 đô la mỗi phần. Tuy nhiên, theo tờ báo của Anh, thì phần thịt bò của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm lại có giá tới 1.400 bảng, tương đương gần 2.000 đô la. Hiện người dân Anh đang lo ngại giá cả tăng, thậm chí thiếu lương thực thực phẩm, và Việt Nam thì còn vất vả chống chọi với Covid. Từ khi Bộ trưởng Tô Lâm ăn thịt bò rát vàng bên Anh bị lộ, hơn một tuần qua cả hệ thống truyền thông lề đảng im như thóc. Trong khi đó, không riêng trên mạng xã hội Việt Nam mà hầu hết các tờ báo lớn của Mỹ, Anh, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ v.v. và báo chí của châu Á đều đưa tin này, nhưng truyền thông Việt Nam bịt mắt, bịt tai, xem như chuyện này chưa hề tồn tại. Một số báo chỉ đăng ảnh và bài về việc chuyện Tô Lâm thăm mộ các Mas ở nghĩa trang
tại London và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở ngoại ô thủ đô Paris của Pháp. Cư dân mạng xã hội đã nổi giận với hình ảnh các quan chức Việt Nam ăn uống xa xỉ, trong khi dân trong nước đang kiệt quệ vì dịch bệnh kéo dài suốt hơn 2 năm qua. Đây là hình ảnh trong tháng 10, hàng vạn người lao động từ miền Nam đi xe máy đã vượt hàng ngàn km về quê trốn dịch sau 4 tháng bị nhốt tại phòng trọ và thất nghiệp, đói khổ. Facebook Phạm Minh Vũ đã viết trên trang tài khoản cá nhân của mình như sau. Tôi nhớ lại từng chuyến xe tháo chạy khỏi Sài Gòn mấy đợt vừa qua của người dân để chạy cái đói, cái khổ. Tôi nhớ từng đoàn người đi bộ nối hàng dài lam lũ trở về quê hàng trăm cây số vì đói. Tôi nhớ tới đoàn xe Thiên Di leo lên đỉnh đèo Hải Vân trong cái mưa lạnh kèm bão lũ. Tôi nhớ tới hình ảnh người đàn ông phải nhặt từng hạt gạo khi cái bao ni lông bục giữa hẻ phố sau khi xin được nhà hảo tâm cho 3 ký gạo. Và còn lắm cảnh thê lương mà dân ta chịu nỗi khổ vì đại dịch trong mấy tháng vừa qua. Tháp Tùng Thủ tướng đi dự hội nghị châu Âu không biết hiệu quả đạt được ra sao, mang lại lợi ích như thế nào cho dân, cho nước. Trước mắt đã thấy ngốn không ít tiền thuế của nhân dân. Nhưng lại tổ chức ăn uống nhìn thật khốn nạn như và lưu manh kịch cỡm. Nhà hoạt động Phạm Minh Vũ đã nêu quan điểm của mình như vậy. Còn Facebook Ngon thì nói rằng, lương của ông Tô Lâm thì 2 tháng mới đủ số tiền đó, chỉ quan cướp thì mới dám ăn một bữa hết tương đương 2 tháng lương như vậy. Nhất Nguyên chia sẻ, chỉ một bữa ăn của thằng đầy tớ mà đó khiến bữa sáng của 3.000 người chủ phải nhịn đói. Còn Tuấn Lương thì bình luận, ngày cắn một miếng 2.000 đô thật là hào sảng, đảng đã cho tôi sáng mắt, sáng lòng. Đây là hình ảnh miếng thịt bò của Bộ trưởng Tô Lâm có giá tới 45 triệu đồng, tương đương với 3.000 ổ bánh mì thịt hoặc 30 hộ gia đình được hỗ trợ trong cơn đại dịch Covid vừa qua. Facebook Bùi Tuấn thì nói rằng, tự do Việt Nam có nghĩa là được tự do ca ngợi đảng và các cấp lãnh đạo và tự do chửi và chế nhạo các thế lực thù địch thôi nhé. Thằng nào làm ngược lại là phản động. Còn Facebook Thủy Nguyễn thì chia sẻ, cứ thấy không vừa ý là mời hoặc triệu tập, vậy luật ở đâu? Bạn Tâm bình luận thêm, thằng to gặm miếng thịt bò rát vàng, không thấy truyền thông báo chí cho lời giải thích. Người buôn bán múa vài đường động chạm đến cả dòng họ nó hay sao mà bắt người ta. Nêu quan điểm của mình về vấn đề này với đài FA, nhà báo Trần Ngọc Tuấn ở Cộng hòa Séc, một người luôn đấu tranh cho dân chủ nhân quyền trong nước, nói rằng, khi tôi xem clip đó thì cảm giác đầu tiên của tôi là rất sốc. Vì trong khi dân hết sức đói nghèo, nợ công đất nước thì ngập, nhiều dư luận viên nhảy vào bênh ông Tô Lâm rằng đây là bữa tiệc chiêu đãi của chính phủ Pháp. Nói như thế là ngờ nghệch vì tôi ở châu Âu đã lâu rồi, không bao giờ quan chức mời quan chức lại vào những chỗ đắt tiền như thế đâu. Họ lịch thiệp và không bao giờ làm chuyện hoang phí như vậy vì đó là ngân sách của quốc gia, là tiền thuế của dân. Họ không lãng phí như vậy đâu. Thêm vào đó là nếu buổi chiêu đãi thì phải có đối tác ngồi cùng bàn. Tôi cho rằng họ ăn uống như thế trong khi dân thì quá đói khổ sau đợt Covid là thiếu tính nhân văn và tầm văn hóa thấp kém. Tôi đánh giá tư cách của một quan chức như vậy là vứt đi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư ngày 17 tháng 11 năm 2021 với bản tin Đà Nẵng, dân bị công an triệu tập sau khi bắt trước thánh rắc muối. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .d